Chào em. Chào anh Thơ Quang với chào tất cả anh chị em trên diễn đàn. Này đang tích lũy kinh nghiệm mà chưa gì bắt lên rồi, bắt lên chia sẻ rồi. Thì lên chia sẻ này về cái nội dung hôm nay thì em thấy nó hợp lý. Nhưng mà em tham gia cái mạng này trên Facebook thì nhiều, mà đặc biệt là em hay ở mấy cái diễn đàn bên kia kìa. Diễn đàn kia không à, chứ còn diễn đàn như bên anh em mình thì em ít. Nhưng mà tổng kết lại thì có rất là nhiều diễn đàn, mà đặc biệt là các cái diễn đàn hải ngoại thì em vào đó nghe nhiều lắm. Là cái từ cái diễn đàn anh nói mềm mỏng, có vẻ là có trí thức, có logic tí xíu, rồi tới những cái diễn đàn mà lên là toàn là nói xin lỗi, toàn là chữ thề ở trong, không gọi là Việt Nam mình hay gọi là tiếng Đan Mạch đấy. Đấy, mở miệng ra là văn tục chửi thề không, nói chung là bôi nhọ các kiểu. Rồi tới thời gian gần đây thì cũng mọc lên rất là nhiều cái diễn đàn tự phát ở trong nước, và với ban đầu thì về những cái mục đích là cũng rất là tốt đẹp, những cái diễn đàn nghe tên rất là kêu và chính nghĩa. Nhưng mà lần theo thời gian rồi họ mất mục tiêu, mất cái phương hướng, họ không có còn đi theo được cái mục tiêu ban đầu mà họ đặt ra, rồi quay ra cái chửi bới lẫn nhau, công kích cá nhân, đấu tố, rồi biến diễn đàn đó thành cái chợ luôn. Toàn là chửi không, toàn là chửi thề không đó, như vậy. Cho nên là thì cái diễn đàn của anh mở ra đó thì về cái ý nghĩa của cái đoạn clip hồi nãy, nói chung là muốn thể hiện cho mọi người thấy được những cái thủ đoạn của các cái thế lực mà chống phá, mà cũng như các cái diễn đàn ở trong và ngoài nước là đã thay đổi dần các cái sách lược, là từ công kích, bôi nhọ, hạ bệ lãnh tụ, nói xấu chính sách pháp luật của đảng và nhà nước. Đấy, cho tới bây giờ là tạo cái mối quan hệ. Đấy, tạo cái mối quan hệ để cái mối quan hệ thân thiết, hòa đồng, đúng không? Làm quen, đó, làm quen đó, cho nó dễ dàng. Rồi bắt đầu là tạo cái tư tưởng là bạn bè thân thiết, rồi từ đó là dễ đánh lạc hướng, lôi kéo, làm cho những người mà còn phân vân, tạo ra cái sự hoài nghi cho người ta, rồi dễ lôi kéo người khác bằng những cái chiêu trò thủ đoạn như là phát triển kinh tế, làm cho dân giàu nước mạnh, tham gia đóng góp ý kiến này kia. Nhưng mà giờ cũng có rất là nhiều cái thủ đoạn trong đó, trên tất cả các cái lĩnh vực, chứ không phải là kinh tế không. Nhưng mà riêng cái kinh tế thì nó thẳng ra phải những cái chuyên gia kinh tế đầu óc, người ta trải qua kinh nghiệm bao nhiêu năm, những cái lĩnh vực đó may ra người ta có những cái ý kiến đóng góp xây dựng cho đảng và nhà nước để có cái hướng phát triển kinh tế. Còn lại ví dụ như tầm anh em mình mà nói chuyện mà vẽ ra đường để cho đất nước phát triển kinh tế thì có chuyện mà bắt trăng dưới nước, nó là như vậy, khó coi hay khó coi chút, đúng không? Cái hình nền á, cái hình của anh á. Cho nên là về cái các cái biện pháp của tụi nó là như vậy. Nhưng mà ở đây nếu mà nó nói đúng nói sai gì, các cái diễn đàn đó, các cái thành phần đó nói đúng nói sai gì anh em mình chưa quan tâm. Nhưng mà thấy nguy hiểm ở một cái chỗ, nguy hiểm ở một cái chỗ là nó nói tới nói lui, nói kiểu gì thì nói, nhưng mà nó không bao giờ nó đả động tới cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đó là vai trò lãnh đạo của đảng là không đề cập tới, tức là nó bàn bất cứ một cái chuyện gì nhưng mà nó để cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua một bên. Đấy là bàn, đây là một cái rất là nguy hiểm về mặt tư tưởng. Thì khi cái đó sẵn thân nói về thân nếu mà sẵn nói về, nhớ lại cái câu mà trước đây giống như này anh mới nói với Tháp Aka đó, là trước đây là bên họ tụi nó là chuyên dùng cái câu từ là chúng tôi yêu nước không yêu đảng, và chúng tôi sẽ phát động cái phong trào, đúng không? Và đặc biệt anh còn nhớ câu này là của Kiên Giang đó là cá nhân Kiên Giang sẽ đi phát động cái phong trào gọi là yêu nước không yêu đảng. Thì nếu mình hệ thống tới cái thời điểm hiện tại, đúng không ạ, mình đưa vào cái câu chuyện này, nó tức là họ bắt đầu họ chuyển qua cái phương hướng để họ vận dụng, thì tức là mình có cơ sở để mình nói đúng hơn, chứ mình không phải đơn thuần mà mình dựng một cái câu chuyện này lên mình gọi là thuyết âm mưu gì cả. Thân công nhận không? Chứng tỏ là cái lộ trình nó có. Và Thân với là mọi người để ý nè, Thân Quang xin nhắc lại cái giai đoạn này, mọi người nhớ cái giai đoạn tự nhiên có thời gian con Hiền Ngọc gì đó đi lên cái live và bắt đầu tố cáo là những thành phần từ Việt Tân A bà cờ gì không, đúng không? Đó, và sau cái đoạn clip đó, sau cái thời gian đó là bắt đầu coi như là bên đó là có cái phong trào và đấu tố lẫn nhau, từ kể cả cái tay gì Ngô Cường gì, đúng chưa, hoặc là những cái cá nhân khác, Lâm Văn Hà, A bà cờ quá trời luôn, toàn là lên đó. Và nó bắt đầu tới giờ phút này thì bắt đầu lại chuyển hướng đột ngột về vấn đề là êm dịu hòa bình, và có gì đó gọi là bắt đầu có chuyển hướng vào thâm nhập. Thì theo mọi người ha, theo mọi người nhìn lại đi, nhìn lại mọi câu chuyện, thì có phải những cái điều đó là có sự sắp đặt sẵn và theo một cái lộ trình sẵn họ đã đưa ra, và tới giờ bắt đầu họ tiến hành hay không, về cái câu chuyện gọi là phát động cái phong trào yêu nước không yêu đảng đó. Mời Thân chia sẻ tiếp. Rồi, cái này thì em cũng chia sẻ, tức là từ những cái thủ đoạn mà hèn hạ nhất, những cái hiện tượng ở trong xã hội mà nó đem lên để nó biêu ríu, nó quy kết đó là cái bản chất của xã hội, cho tới chửi bới hạ bệ, rồi làm nhục cái lãnh tụ, cũng như là bôi nhọ, xuyên tạc, nói xấu chính sách của Đảng, nhà pháp luật nhà nước, vân vân và vân vân. Thì cái mức độ thành công của tụi nó là gần như là không có. Đấy. Ở đây em nói là gần như, vì cái khẳng định là không có con số thống kê nào, nhưng mà những cái tay mà đi theo tụi nó thì cũng chỉ là quay đi quẩn lại thì một vài cái thành phần đó mà thôi. Thành chúng ta không có gì mà có thấy có cái bước phát triển nào. Thì từ cái chỗ đó thì chúng là bắt đầu thay đổi từ từ sách lược đó, để làm sao cho nó phù hợp, khi nó tạo cái không khí là khi cái người nghe là không cảm thấy chối tai nữa. Tức là bước đầu tụi nó mong muốn là phải có người nghe, người ta chịu nghe mình cái đã, nghe nói cái đã. Chứ mới đầu mà cứ diễn đàn mở lên là toàn chửi không, mà nói xấu bôi nhọ một cách trắng trợn như thế thì những cái người mà là đang trung lập á, người ta thấy chối tai quá là tự nhiên người ta đánh giá ở cái diễn đàn đó nó là như thế rồi, nó lại xấu xa, đi nói xấu người khác thì nó cũng chả tốt đẹp gì. Đấy, nó thay đổi sách lược. Và đặc biệt á, là kêu gọi cái gọi là yêu nước không yêu đảng. Đây là một cái khẩu hiệu là cực kỳ nguy hiểm luôn, mục đích là lừa dối những là cái người dân ở trong nước đó. Nước là nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam là rõ ràng, và cái luận điều của chúng á, là đất nước đó là trường tồn, còn đảng phái chỉ là trong một cái giai đoạn. Nhưng mà bọn chúng quên rằng, nên nhớ, trước khi có nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trước thì tên khác nhưng mà em cứ gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam đi, là 3/2/1930 ở Việt Nam cũng đa đảng, nhưng tất cả các cái đảng phái ở Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời không theo Tàu thì cũng theo Mỹ. Đấy, không theo Tàu thì cũng theo Mỹ, và cũng có thể là theo Nhật. Những cái đảng phái toàn là những cái đảng phái đó toàn là tay sai của ngoại bang không. Đấy, đó là cái đa đảng. Và cái tới khi Đảng Cộng sản Việt Nam mà ra đời thì lãnh đạo nhân dân về trong cái chiến đấu đi là giành được các cái thắng lợi đó. Cách mạng tháng 8 thành lập là nên cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tuyên bố với thế giới là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là ra đời và độc lập. Đấy, xong thì tới cuộc kháng chiến 9 năm thực dân Pháp quay lại xâm chiếm lần thứ hai, xâm lược lần thứ hai. Đấy, và cái chiến thắng Điện Biên Phủ là làm chấn động địa cầu, kích hoạt cái tinh thần yêu nước của nhân dân lao động bị đô hộ trên toàn thế giới đứng lên đấu tranh để giải phóng dân tộc của mình. Tức là cái chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 á, cái mức độ ảnh hưởng trên toàn thế giới, người nhân dân lao động bị áp bức bóc lột và nô lệ ở trên toàn thế giới, họ nhìn vào Việt Nam, họ đứng lên để giải phóng cái dân tộc của họ. Đó là cái mức độ ảnh hưởng. Và tiếp theo á, là 21 năm chống Mỹ xâm lược. Tới 30 tháng 4 1975 thì đất nước hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối. Đó là trên mặt là chiến đấu. Còn về kinh tế thì từ một cái nước nghèo nàn lạc hậu, cái nền mà kinh tế trong nước á, chủ yếu trên 80% là nông nghiệp. Đấy, còn công nghiệp á, thì nhỏ lẻ manh mún thô sơ, trang bị thì lạc hậu, mà khoa học kỹ thuật thì lạc hậu. Đấy, cho đến khi mở cửa làm ăn phát triển kinh tế đạt được cái thành tựu như ngày hôm nay, Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ, đối tác với Trung Quốc, các nước như là Đức, Nhật, Ý, Anh, Hàn Quốc và khối EU. Đấy, thì cái đó là những cái thành tựu về mặt kinh tế mà của nước Việt Nam mà đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy. Đúng rồi. Đó là hai cái vấn đề cơ bản nhất thôi. Còn cái cuộc sống của người dân như thế nào thì giờ ở đây nếu mà nói người ngoài nước nghe họ sẽ không tin. Còn như anh em mình thì không cần phải nói nhiều về cái cuộc sống của người dân hiện tại ở trong nước Việt Nam này, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì cái vấn đề này em tin là không có nói. Tại nói anh em mình ở trong nước thì đều hiểu rồi cái cuộc sống của người dân bây giờ như thế nào, ấm no tự do hạnh phúc như thế nào. Nhưng mà cái có nói thì những cái người sống ở ngoài nước và đặc biệt là những cái thành phần sống tộc cực đoan nó sẽ không bao giờ mà nghe kêu là mình nói xạo. Thì nội hai cái vấn đề đó, nếu yêu nước không yêu đảng, theo em là hoàn toàn sai lầm. Đấy. Vì đâu mà Việt Nam trở thành một nước độc lập? Đó. Vì đâu mà Việt Nam hiện nay có một cái chế độ chính trị ổn định, kinh tế phát triển? Có đó Nguyễn Minh Hưng. Do ảnh hưởng cái dịch Covid lao đao như thế nào? Đó. Đúng rồi. Giống như thân anh đồng ý thân điểm này nè. Giống như cái đợt dịch Covid vừa qua đúng không? Thì Việt Nam chúng ta với cả thế giới là cũng chịu đựng hơn một năm mấy này rồi. Thì thử hỏi mọi người, nếu không có vai trò lãnh đạo của đảng, đúng không, thì cái dịch Covid vừa rồi nó trải qua hơn một năm mấy đó, Việt Nam có được yên ổn như ngày hôm nay không? Rõ ràng không ạ? Ở đây chúng ta phải là thừa nhận, chứ không phải chúng ta là gọi ca tụng hay bưng bôi gì ở đây cả. Bởi đây là phải thừa nhận thôi, cái đó là thực tế. Nhìn vào cái thực tế để mà xác nhận anh. Chính thế. Anh mời Thanh tiếp tục ạ. Có ở dưới có hai người đang muốn lên đó, Thanh chia sẻ. Rồi ok, để em nói thêm mấy cái. Nói chung là như vậy, cho nên cái luận điệu mà yêu nước không yêu đảng á, là hoàn toàn sai lầm. Đấy, phải nhìn những cái thành tựu đã đạt được từ cái ngày mà đảng thành lập cho đến ngày hôm nay, chúng ta phải ghi nhận công lao và đặt lại cái câu hỏi là tại sao. Cho nên là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và lãnh đạo dân tộc Việt Nam tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt, cái đó là hoàn toàn hợp lệ. Thì các anh yêu nước thì phải yêu đảng, còn nếu không có đảng thì nước Việt Nam sẽ không còn. Em dám khẳng định với anh vậy luôn. Nếu không có Đảng Cộng sản thì sẽ không có nước Việt Nam. Cho nên chị chốt lại vấn đề thế này Thăng này, đúng không? Anh nào ôm cái luận điểm mà yêu nước không yêu đảng là anh đó, thứ nhất là bị dân, cái thứ hai là chống phá. Mình ở đây mình không quy chụp, vì rất là thực tế. mọi người cũng phải hiểu một rằng là một điều rằng bây giờ kể cả những nước đa đảng đi, đúng không, như Mỹ hay gì đây, nhưng tại thời điểm lãnh đạo cũng chỉ là một đảng, đúng không ạ? Và nếu mà mọi người cứ hình dung một đất nước mà không có một đảng nào đó lãnh đạo thì hỏi mọi người cái đó có là một đất nước không? Cho nên cái luận điểm của những cái thành phần thế lực chống phá như thế này, họ dùng mọi câu chuyện, họ dùng mọi đề tài để họ lồng ghép vào với vấn đề gọi là chống phá và yêu nước không yêu đảng là hoàn toàn là lừa đảo và mị dân và muốn chống phá nhà nước Việt Nam. Chỉ có vậy thôi chứ không có gì khác cả. Rồi, đúng không? Em cũng xin chốt lại với anh á là Mỹ mặc dù là nhiều đảng, thực tế là có hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, nhưng thực chất bản chất của nó chỉ là có một đảng thôi anh. Đúng rồi. Có ông nào của đảng nào lên làm tổng thống thì cái lợi ích cũng là tài phiệt đó, là những cái người giàu của Mỹ thôi. Ông đảng nào cũng vậy à, cũng phục vụ cho cái lợi ích của cái đám đó, một cái nhúm đó thôi. Big Tech, gọi là Big Tech. Ok. Em xin chào anh, chào tất cả. Cảm ơn anh nha.